làm lại gỗ viết rồi làm lại hết cuộc sống, nói chung là làm hết điện chạy mới, nước chạy mới, tới nhà quanh rồi nè, hết có luôn. Cái frame của cái nhà đó là từ ngay cái góc này là đi cháu qua đàn. Đây đi sẵn là tới ngoài kia là em sửa lại hết luôn, mới hết luôn. Trên làm một phút lấy đòn đội phút đắp phút xong rồi cứ đi đắp phút cái đội lên làm cửa sổ được vậy luôn, em cắt cho nó bự ra. Nó nhỏ lắm, cắt cho nó bự ra. Trời ơi, thêm gì chút xíu em đang làm dưới kìa, hồi nãy dưới em sợ em tút lút hết trơn á, mỗi ngày em cứ làm chút mà, tại vì rồi nóng cái gì đâu có làm ra ở ngoài này được. Dạ đúng rồi, chúng mình đang gỡ hàng rào ra đào làm thêm qua ở ngoài kìa, ở Bắc Long thích cho luôn á, em gỡ thì xe bên của em không cần nữa. Ú, nóng quá. Làm cái này đã sợ rồi á chứ. Ồ. Ồ, tốt lắm á. Wow, làm hay quá. Giống như Queen House vậy. Chưa có làm xong là cái Phương nó order đó. À, nó order, nó ở đây mới biết cái sinh mà 2 ngày trời. 2 ngày trời sinh. Chưa dọn dẹp nữa. Dạ. Mở thật nha. Vậy mà nhỏi á, làm gì đâu, nhỏi á. Quyền cái dưới này là không em tì không có gì, cái chằng này nó làm lại không có AC luôn. Nói chung là nó mua cái nhà này nó chỉ mua được cái xác rồi nó có. À, nó có. Cái này hồi đó nó hủng quá đó, nó hủng như vậy nè. Em đổ là phòng đổ, không? Đổ. Phòng. Đổ. Phòng đổ. Phòng phòng phòng. Phòng phòng. Chạy đổ. Hả? À. Dạ. Ngủ dưới đây mát. Chắc ngủ dưới đây à? À, ngủ dưới đây mát à. Ngủ đây hả? Ok. Đường đẹp lắm á, đâu rồi? Hả? Oh, ok. Mới mới rắn á. Xả nước là cũng được á. Cũng được. Mình giữ được luôn. Mình giữ nước được. Trên mạng trên ngoài trời đâu có mắc kẹt nó đi lâu quá. Lấy cái đồ đúng rồi, mà không bắn. Cái này phải mua trên mạng. Cầm dài vô. Nó thủy à, nó cho mình đi vô á. À. Cầm dài vô á, không được đi mang dài vô, dạy vô á. Chồng lớn lớn cái xin á, về ta chồng tiếp. Dạ. Sáng bà mới bưng đóng nha. Gì quay cháo khét. Quay chứ. Quay cho mẹ coi, nói ông Phan nấu cháo khét nè. Bún mắm. Từ từ. Ngủ ăn cho hết đi, đừng có làm nữa, chừng nào ăn hết. Bán mấy cái con đó. Không bán mấy cái đồ này luôn. Mấy cái giày đeo tay đồ đó. Mà luôn có 13 cái. Đúng, nhưng mà nếu mà ban đêm như vậy mình câu vậy thì có mấy người sợ mũi gì đó, em không biết có mũi không, nhưng mà lo qua chỗ đi. Thì nhớ có thức gì thuốc gì sức ha. Tối không sao hả? Con có của con rồi mà ba không có luôn. Ờ vậy ba hả? Không có.
con có của con, tại vì hôm bữa con đi câu cá, bạn trai cái gia đình của nó bạn trai mua con một cái, mà mấy năm nay ba không có mua một cái đâu. Đâu chú Tư, ở gì chú Tư câu rồi hả? Ủa có mình à? Quay máy ăn máu ao xanh máu được. Khúc nào đi khúc nào? Bắt long cầm dựng bắt long. Okay, em đi xuống ha. Thôi mình đi xuống theo đó. Có mũi trắng hả? Thôi vậy cầm áo lại. Cả nhà đi câu cá nè. Vui không? Ngày mai lấy cái cầm cái cây cầm làm mấy cái chỗ. Có coi quanh professional chưa? Ok. Ồ trơn lắm á, cỏ nó trơn á hả? Đừng có giọng vô cỏ. Thôi em đi trước đi, chị đi theo cái bước của em. Ây dô. Anh ơi anh, bên nó trơn. Bên này nè, bên này nè. Ủa sao đèn xe mở vậy ba? Nhi tắt đèn nha con. Hai cái chân như con vịt nè. Thôi vậy. Ngồi đợi đi con. Đi tới đi lui đi, ngồi chắc mũi nó tiêu quá. Ok. Con này đâu mà con mũi. Mũi, mũi. Con đi lấy dầu. Sủ, chụp hình đi. Nhìn vớ thấy hoàng hôn đẹp quá trời nè. Dầu. Nè. Chụp hình đẹp nè. Chụp đi. Ở sau ba nó có cái chai xanh flop của con. Mấy cái đó cũng được. Mình mua dầu vô là nó cũng có nó mình ồn quá cá nó lên không vậy? Đừng có để cho cái trục này nó rớt xuống dưới đá, nó mẻ cái trục là sao kéo vô vậy? Dạ phao gì cũng phao đi bằng pin á, xài pin á. Anh xe qua cho chạy chậm tắm. Quay lên thấy giống như ủa hả? Đây cái bọn nó anh phải quay cái cục phao lên gần ở trên á. Để em chỉ nha, em làm này xong chỉ nha. Bắt kim ở đây. Đi tới đây nè, cái chỗ đó trơn quá bác Kim không dám xuống vô đâu. Đẹp quá. Tôi sắp bà Kim nha. Quăng cái chỗ nào ngay cái chỗ nào mà cổ thím hồng đang câu. Quăng vô. Nè anh Long bỏ khoảng cái chừng gian tay nè, mở cái này ra mình giữ cái này phải không, vậy là cái quăng thôi, cầm về quăng thôi. Không mà con cầm cái trục là cái này nè, đừng cho nó mua 200 đô nó vô chúng ta nó sẽ bị mẻ cái đó là okay.
qua chụp hộp một hàng người trâu cá này. Nó có đâu. Too hard. You look in the back first. Look in the back. Make sure nobody there. You clear. And when you clear, you don't have to go too hard. See that? Kéo nó lên. Kéo vô đây kìa. Không sao. Không sao. Kéo đi. Kéo đi. Kéo nó lên. Kéo mạnh lắm. À, kéo không sao đâu. Cái này tạo lỗi nặng không thiên nhiên gì đâu. Kéo nó đi. Ừ, kéo. Kéo mạnh lên. You see that float? Yeah. Mm-hmm. If the float move, you pull it. Pull, don't pull hard. You pull properly. Float. In. Dầu đâu? Lấy dầu thoa vòng vòng người. Được chưa? Qua đây, con qua đây. Còn cái này nữa nè. Bước qua, coi chừng. Ui, coi. Đừng có đạp lên cần câu của ba. Bước qua đây, vô đây nha. Ok, ngồi với bác Kim nha. Ôi dồ. Cầm hả? Con mũi, đây là mẹ. Con mũi. Lily. Dầu con đó. Ôi trời ơi, sao giục hết. Giục có bể cái chục. Trời ơi, con bỏ cái gì hư cái chục của bà đó. 400 đồng cái chục. Ồ, ở đây nó 399 á. Cái chục đi câu cá biển. Cá con. Con ơi cho con rồi. Yeah. Yeah. Sắp hết chưa ta? Em đổ cái nón lên nè. Em ăn nước. Nó cắn cái đầu nó cắn tay. Trời ơi, cắn hết rồi. Mẹ cắt lộn chứ. Ép vô cái chân như vậy. Ờ, hay. Thôi rồi. Mẹ, mẹ ở đâu nè?
Dạ, qua đây ngồi. Rối quá. Bây giờ đứng nhà lấy nè. Lấy cái gì vớt vô, anh lấy cái cây này thì. À, đứng nhà lấy. Ôi trời, nó cắn làm sao nó ngứa quá. Chịu không nổi với cái mũi này đó. Dính rồi hả? Không có vô, bây giờ vô. Ui trời, dính cái gì đây? Ui, dính tùm lum hết nè. Wow, có con cá rồi. Cá gì vậy? Cá gì vậy? Ủa, cái kìa, nó rớt ở trên bờ kìa. Kìa, đang đang nhảy nhảy á. Dạ. Ở ngay cái cây á. Nhi được hả? Đâu đâu đó. Ồ. Oh. Wow. Đây đây, mang vô đây, mang vô đây mẹ. Ngồi yên á, ngồi yên á. Yeah, sâu lắm á. Ê, đưa cái càng câu đó cho bà. Ôi, đội cho nó bắt công á. Đưa cái càng câu đó cho ba con. Ba biết rồi, đem bỏ thùng lên. Con câu nào? Con câu này nó không có. Wow, giỏi quá à. Đưa cái này cho ba, ba lấy dép mẹ này, mẹ không có dép, mẹ không có đi được. Đưa con cá ra đây cho mẹ. Đưa cái I wanna take đây. A picture of it. Ok, rồi. Mang cái này đưa cho ba đã. Wait, don't let it go yet. Just give me both books. Both? You have two. Two. Nhắc ba nó chơi vô kìa. Nhìn hết vậy. Dắt quần nha. Ôi, có dắt quần không? Ha ha. Lỡ được rồi. Lấy không hay là con lấy mà cầm. Wow, hay dạ, quá vậy. Thấy ba đi câu nè. Chị thấy mũi thì chị lấy đồ sức nha, trời nó đạp gãy uổng. Đó. Trời ơi, giỡn gì vậy? Làm tôi nôn. Làm mình nôn rồi nãy giờ đâu có cần câu màu trắng đâu con. Có đâu có dây đâu có lưỡi gì đâu. Gãi đít gãi đầu. Đứng ở đây nó không có bị trơn. Uống lông đâu rồi? Nó cắn hai cái bàn tay em nát luôn rồi. Rồi, tới mình câu đây. Ây da. Thay dầu vô kìa. Thay dầu vô. Giờ nó cũng vậy à.
Ồ, anh bé. Có sao không? Are you okay? Sao bị chặt hoài vậy? Mới cầu vàng mình ăn hai mà câu đầy thùng này của nó vậy. Cái gì vậy?